cái mình thích cái phòng này lắm, tại vì nó có đầy đủ hết trơn rồi các bạn, thấy không? Có bàn đây nè, rộng rãi lắm, kitchen có sẵn cái microwave đây, mình không có cần phải đi xuống dưới lầu để mà hấp. Rồi rộng rãi, bên đây phòng ngủ có cả hai cái giường luôn. Yeah, hai cái tivi luôn, nó rộng lắm, mình thích cái này nè. Giờ dẫn hết lên hết cho nó ấm chút, mở đèn lên cho nó sáng. Coi ngoài. Có cái hồ. Ở đây nhiều xe truck lắm, hãng xưởng nhiều lắm. Ở đó có cái Jersey Garden đó các bạn, cái vườn hoa. Yeah. Có cái view ở ngoài đây nè, cái cảnh ngoài cổ mình nè. Trời, ở ngoài sắp chiều rồi, giờ 2-3 giờ rồi đó, đây mau tối lắm. Hai người phi công mình, người nào cũng mệt hết, sớm ai cũng mệt hết, không đi đâu hết. Các bạn nào có đi New York á thì phải ăn pizza của New York, nó gọi là thin crust pizza. Thin crust là cái miếng bánh mì á, phía dưới á của cái pizza đó, mỏng mỏng lắm, ăn thành ra ăn nó rất là giòn. Mà New York thì nổi tiếng cho cái thin crust pizza đó, thành ra ai mà đi New York thì phải ăn cái thin crust pizza. I got mangoes which my mom packed and she put it in my lunch bag without me knowing. So I go to the hotel, open up, and surprise, I got a mango. Mango actually tastes really good. Look at the color. It's very ripe and it's super sweet. And I got a nice view of, Newark, the airport area. The pond is beautiful. Beautiful view. Bánh sừng trâu mình làm, mình với mẹ mình làm ngon quá chung. Xoài này, xoài thanh ca này á, rất là ngọt các bạn ơi, thấy cái màu không? Vàng hực luôn vậy. Này mẹ mình để vô giỏ ăn của mình không biết. Nói chung mình đi vô thôi, mình giặt ra nó, có trái xoài. And tomorrow I'm gonna get up early and go downstairs, have breakfast. Good morning guys, I am going downstairs to get breakfast and catch the 6:30 van. Các bạn ơi, mình đi xuống dưới lầu bây giờ là sáng. I'm gonna get a to-go box. Ăn ở đây đi, mình còn khoảng chừng 9-10 phút vậy. Cái tay này ngon. Còn gì nữa không? Cái này cái trứng nè các bạn. Cái này trứng với thịt. Nãy giờ nó rất cần đây. Cái này giòn nè các bạn. Coi xong. Hot sauce nè các bạn. Thì mình ăn mau rồi mình đi. Today. Oh, I'm good. I'm better. I slept. Better? Yeah, much yeah. Better. Yeah. No, I didn't go. Yeah, I agree. Mình nên thu gom hoàn toàn. Ăn mau đi. Còn không nên thu gom. It's usually like that, right? Not yet. Yeah. Yeah. Còn 2 phút mới lia xe ăn chân màu. Ăn hốm quá trời. Gấp quá. Rồi, bây giờ đi. Hòa bữa nay có nhiều
nhiều người đi ra xe van quá chừng. Gió lạnh, sáng nay mưa. Và hai lít mình nói bữa nay kẹt xe nhiều lắm ở phi trường. Tại vì phi trường này nó rất là đắt. Mình đi lên thấy các bạn thấy gió không? Quá chụp lạnh. Mình lên xe van rồi mà đông người quá chừng. Giờ 6 giờ rưỡi rồi các bạn. Mình chuẩn bị đi ra phi trường đây. Quá chừng đông người. Xe quá chừng nhiều xe. Bạn thấy không? Giờ là 6 giờ rưỡi sáng. Xe nhạc luôn vậy. Hôm qua ấm, bữa nay lạnh. Các bạn ơi, tài xế lái xe của mình mở cái cửa ra không được. Cái cửa bị dính rồi. Mở không được. Nó lấy qua ly rồi mà mình vô phi trường. Bây giờ bị cái cửa không có mở được. Quá chừng không xe. It's 6:30 in Newark. I'm at the airport waiting for our luggage. It's the driver couldn't open the door. It's stuck. So, but yeah, he got the door open. So, woo, what can you wally các bạn ơi? Nói, nói wally đừng đi dọc đường. Sáng ở Newark. Lúc nào cũng bận hết rộn hết trơn á. Tuy rằng sớm vậy đó, nhưng mà có nhiều chuyến bay sớm đó, thành ra đông khách và kẹt xe nữa. Rồi Starbucks có nhiều người đứng xếp hàng lắm. Sáng sớm là họ mua cà phê đứng quá chừng coi nè các bạn. Họ đứng chờ rồi. Khách hàng đừng mua cà phê á. Đi xuống đây, xuống Why? Wow, sợ bên này lạnh dữ vậy. Yeah. Okay, thank you. Gate agent nói mình chuyến bay này sẽ đầy luôn, không có khách, không có ghế dư. Và sẽ có hai đứa baby. Baby là gọi là infant. Lúc nào mình lên chiếc máy bay thì cái gate agent đưa mình cái giấy này nè, để cho mình biết có khách nào đặc biệt quan trọng này kia cần cần cho mình biết á. Yeah, they don't open. It's weird, I know. Yeah, yeah, only the left side. Các bạn ơi, cái overhead bin này nè các bạn, nhỏ xíu à. Mà cái vali mình thì bự, mình đem nhiều đồ nữa. Đẩy vô quá chừng nó mới vô, vô cứ ngắt. Mỗi lần để vali lên mệt quá chừng. Mình nhiều khi mình đem ít đồ lắm, nhưng mà tại vì lần này mình định đi New York City cái mình đem nhiều đồ quá chừng. Bởi vậy khó để vô. Bây giờ mình chuẩn bị mình làm pre-flight là làm coi đèn. Là mình coi đèn này các bạn. Mình coi đèn nó có bị hư hay gì đấy mà mình nói với phi công á. Oh yeah, sure. Awesome. One order of hot coffee? Yeah, please. No problem coming up. Cancel everything and go back to the hotel. Oh no. I got your order. Mình check cái điện thoại coi có bị hư gì không. Nếu mà có bị hư thì mình báo với pilot để sửa. Mấy cái đó mình không có thể đi được. Ok, mình làm nhiệm vụ của mình xong rồi. Bây giờ mình lấy nước cho phi công.
Hai người, hai trai. Here's some water while you wait for the coffee. Thank you. You're welcome. Bây giờ mình đi 2 hours and 20 minutes. Okay. And then there's probably gonna be a few bumps as we climb out, so just stay seated until we get up there and I can give you a call. All right. Mình làm cà phê cho phi công. Phi công đòi uống cà phê. Chút xíu nữa mình lấy cho phi công. Bây giờ mình lấy một cái bịch cho phi công. Cái bịch đựng rác đó các bạn. Đây. Chuyến bay đầu thì phải đưa cho phi công một cái bịch rác. So I gotta dump some of this out. Is it okay to dump it in the sink? Oh, yeah, 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 go ahead. Nước chai nhỏ nhỏ để mình để ngay cái ghế cho first class passenger. Bây giờ mình pha cà phê xong rồi các bạn, mình đem cho thầy đó cho mình. Nóng quá trời. Wow. Hot coffee coming. Nóng quá trời. Wow. Mới vừa nấu đây mà không nóng chưa được. Thầy lít này uống rất là nhiều cà phê. Sáng sớm nào là cũng kêu mình quay cà phê cho ảnh uống. Bây giờ xong rồi đó, mình ngồi đi chờ một lát, chờ nó khách nó lên thì lên bây giờ. Wow, ở ngoài tao nói mưa. Wow, chừng mưa thời tiết nó thay đổi. Hôm qua thì ấm hơn. There's ice on the top. Yeah, we got the cranberry cans. You like? Oh yeah, I remember yesterday. Yeah, you asked for cranberry. Yes. This stuff is like. You usually get the ocean spray stuff. This better. I like you like ocean, that one? Yeah, this one's tart, but the ocean spray stuff is a lot better. Oh. Far less tart, and it's cut with like apples or raspberries, yeah, or blackberries or cherries, uh-huh, and stuff like that. Yeah, this is just cranberry. Straight up. Yeah, I like the mix too. I don't care for straight up cranberry. Yo, cut you lên. Lên máy bay giờ nè các bạn ơi. Hi. Hi. Stay warm. Have a nice day. You too. Hey, come on, you want to see? Come on. Our boarding door is now closed and we continue to use mobile devices as long as we're set to airplane mode. Federal regulations put use of cellular networks during flight. Information on approved electronic devices can be found on Delta. Now, bao nhiêu chiếc máy bay đứng chờ mình đi. Giờ mình mới đi nè. Nhất mới đi nè. Mấy chiếc đó đứng nãy giờ. You're not in the
seat. You're in the wrong seat. That's you're normal. Supposed to be in 20D. That's a good spot for him. Not here. Why you jump up here? That was our own fault. Well, I need you to move back there now. No. Oh, we got a disruptive passenger. I gotta tell the FO. I mean, young you pilot, just you. I'm just messing with my my pilot. Okay, we are getting ready for our flight to Nashville. It's gonna be a little more warmer down there than here. We're gonna board in less than an hour. So we're just getting ready. I got a little coffee. Oh, and the caterer already came. They cater us fully stocked right now. Right. I got the first class snack basket. Ready to go. Get this wipes out so I can hand to the customers when they get on board here. It's required during COVID season. They're not required to take one, but we're required to give it to them. Let's see what's other cards here. Let's see. This is the Provision Atlas. It's got all the refills like napkins, sugar, coffee here, and creamer in the back, trash bag, and extra mask. Cái tủ này là cái tủ mình cầm đồ thêm thì mình lấy ở tủ này, giống như giấy nè. À, có đường đây nè các bạn. Rồi đây trên đây là cà phê. Rồi, cà phê và sữa. Có trà nè, Lipton tea trà đó. Đây mình có nước chai này cho crew uống, với lại mình gót cái ly cho khách uống nữa. Mới coi đây là gì. Đây là ly mũ, ly cà phê mũ và ly uống nước lạnh bằng mũ. Còn dưới đây. Rồi, vậy là thôi, xong rồi. Ở đây có nước nữa. Nước. Có bánh này. Bánh cookie. Actually, cái bánh này cũng ngon lắm các bạn ơi. Mình ăn cái rồi. Thì mình mới làm cà phê cho pilot của mình nữa. Pilot này uống cà phê nhiều lắm, ngày nào cũng phải làm cho pilot một go cà phê vậy nè. Nhiều khi một ngày hai go á. Uống quá chừng uống là cà phê đen thôi. So I'm making coffee for my pilot here. He drinks, this pilot that I fly with, he drinks a lot of coffee. In a day, this is his second pot I brew for him. So in a day, he can drink two or three pots. Nashville, Tennessee, and it is packed in here. It's 3 p.m. Giờ mình ngồi chờ xe van. Ở bên kia là xe bus. Đó là xe bus chở dân làm đi lại cái parking lot đó, chỗ bãi đậu xe, rồi họ mới lái xe về nhà. Tại bãi đậu xe của họ rất là xa, không có thể trong terminal, thành ra phải có cái parking lot riêng đó, rồi có xe bus đưa đón. Wow, phòng đẹp quá các bạn ơi.
tủ lạnh. Có lò nấu ăn nữa nè. Nấu ăn có nồi nồi chén đồ trong cái máy giặt đây nè. Microwave. Oh, TV bự quá. Wow. Cái phòng này sáng sủa quá. Đây. Wow. Oh, giờ mình xuống thấy cái hồ. Hồ bơi. À, trời này gió hơi lạnh, không có ai bơi hết. Nắng nhưng mà nó gió lạnh. Bữa nay là ngày đi về, bữa nay là bay 4 bữa rồi. Nhưng mà tới 5 giờ chiều mình mới về lắm. Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng rồi, phải bay 3 chuyến nữa. Về Minneapolis, Pittsburgh. Qua Pittsburgh rồi về, Minneapolis mới xong. So I going down to catch the 5:30 van. This is a go home day, it's the 4th day. But I don't go home until actually 3 o'clock. Yeah, 3 o'clock, 3 p.m. I have to go to Minneapolis from Nashville right now. Minneapolis, and then Minneapolis go to Pittsburgh. Pittsburgh go back to Minneapolis, then I'll be done. Mình lại lấy sữa. Sữa đi lấy đi chợ mình uống. Tới chỗ rồi. Rồi đi xuống. Oh, you look suspicious. Các bạn, chỗ đó là cho con bú sữa. Họ có phòng riêng cho mẹ cho con bú sữa ở phi trường. Không phải chỗ nào cũng có hết, nhưng mà có chỗ có. Sáng sớm mà bar mở cửa rồi. Mới 6 giờ sáng thôi, 6 giờ rưỡi thôi mà khách lại ngồi uống ngoài bar rồi. Giờ xuống dưới máy bay. Bye. Bye, thank you. Các bạn ơi, giờ có mặt trời nên rất là đẹp. Chuẩn bị đi nè, giấy có rồi, bây giờ chuẩn bị đóng cửa lại. Còn nhiều vali để mà lấy lên, không có vali lên. Oh, and it's really cold. It's like 30 degrees with wind.
Well, it makes it very cold. Họ làm không kịp nữa các bạn ơi. Mấy cái vali nặng lắm. Nguyên ngày mà xách lên xách xuống mấy cái vali để cũng mệt nữa. Nha, yeah. Mà làm trong trời lạnh mấy người đó làm cực dữ lắm. Mà nhiều khi á, nhiều chuyến bay á, họ làm không kịp luôn á. I'm just waiting for the rails. They're still rolling. Bye, thank you. Và một chiếc đăng đáp đây. Đó, bánh xe ra rồi. Mình tới Pittsburgh rồi. À, chỗ này có nhiều máy bay của Southwest, chiếc máy bay màu tím tím vàng vàng á. Yeah, who landed this one?